chào tất cả anh em ha, chúc anh em buổi sáng vui vẻ nha anh em. Nhiều anh em hỏi mình cách chọn gà mái giống sao á, thì em cứ nói anh em á, mái giống thì anh em phải chọn số ký nó phải lớn rồi anh em, càng lớn càng tốt, bắp mình dữ, khung xương lớn, gân lực, bổng mẻ là được nha anh em. Còn kết hợp với nọc ra đâm ngon thì hợp tai hợp máu thì nó ra nó đâm ổn mà nè. Nhưng mà con giống gà mái nó quan trọng dữ lắm nha anh em, mái trống đều vậy, hạp thì nó mới cho ăn độ nha anh em. Chứ có nhiều bổn á, đâm thì đâm dữ lắm nha anh em, nhưng mà không ai độ thì cũng vậy thôi anh em, quan trọng mình ăn là được à, biết đâm là được à. Thì con mái này là con mái nhất của em nha anh em, khung chắc khung đẻ chắc 2,4 kg, gân lực dữ lắm anh em, cánh ốp lên lông sát mạnh gà dữ lắm. Có đứa em nó hỏi nó có con nọc Mỹ hay dữ lắm, nó hỏi giờ đổ gà nào được anh, đổ ra cho bự ký thì một mình dùng gà Thái Mỹ thôi, hoặc là gà Thái rặt nó cũng bự ký à, Thái Mỹ hoặc Thái rặt, Thái Mỹ thì càng tốt, Mỹ nhiều thì nó mau lẹ. Phơm giờ hết nấu luôn nha anh em, phơm đẹp quá trời đẹp, thì miễn sao phối sao ra đâm được à anh em, mình nâng cấp từ từ thôi, có chơi có trải nghiệm từ từ thì mình rút kinh nghiệm, chứ giờ đổ dòng nào cũng được hết anh em ơi. Theo thời mà không đúng dòng thì nó cũng thua à, dòng nào cũ đâm mình giữ lại mình nâng cấp từ từ, nếu không có dòng mới thay thế liền, cứ giữ quan điểm của anh em, một phần quan điểm một phần thay đổi, rồi mình làm mình thấy cái nào hiệu quả hơn, xu hướng hơn, chủ yếu vẫn là bán được con gà anh em ơi. Giờ đa số anh em thích tay ngon, bo dữ, mau lẹ, thì em cứ pha chế ra con gà y chang như vậy cho em, lớn ký, lông sát, mau lẹ là được. Còn đổ dòng nào, kết hợp dòng nào thì anh em phải có cái mục tiêu của mình, cái mục đích đến của mình là cái gì. Anh em cứ mạnh dạn trải nghiệm đi anh em, ngày này biết bao giờ học hỏi, biết bao giờ mới đủ. Cứ cọ sát hàng ngày nha anh em, chúc anh em buổi sáng vui vẻ nha.